Cà rốt ơi. Đi. Ơ, kìa thằng này mày chờ xe làm gì? Bạn đi dò cho con ăn. Đi. Xuống ngay. Cà rốt xuống. Bạn đi dò, nước chả nè. Dò chả cho con ăn nè. Cà rốt đi xuống, đi, thằng này. Đi. Ơ, buồn cười nhỉ. Vừa dắt xe ra cái tự tiện chờ lên xe luôn này. Thằng này. Đi xuống ngay. Cà rốt xuống. Đi. Ơ, buồn cười, rất là buồn cười nha mọi người nhá. Cô gái đi. Vừa dắt xe xong rồi đã mong men chờ lên xe rồi. Vào đây ăn cơm chả nào, củ cái. Vào đây. Đi xuống nào. Đi xuống anh. Đi cà rốt đi vào đây. Lô đi có việc một tí chứ không phải là đi ấy đâu. Đi. Chứ không phải là đi mãi đâu mà ấy. Đi vào đây, vào đây rồi, đi chả cho con ăn. Vào đây thịt gà nào. Nào, đi. Con đi nhá. Đi. Ơ, cái thằng này. Cái đi đây, cái rốt. Đi vào nhà. Đi vào bà. Nãy đây thằng này nữa. Đi vào bà đi. Ô kìa. Cà rốt đi vào bà nào. Bó tay luôn, tranh nhau trèo lên xe này. Đi. Mọi người nhìn thằng này nó làm gì đây? Thằng này làm gì đây? Bó tay luôn đấy. Cà rốt ơi, đi về nhanh. Đi về với bà nào, về với bà nhé. Mình nhà bà đi thịt gà với đồ chả cho con ăn à. Rốt xuống ngay. Rốt đi. Rốt xuống đi. Xuống phải nhà mình, đi. Nó đi có việc một tí thôi. Thằng lên xuống đi đây. Đi. Nó bám nô đến mức như này mọi người ạ. Đi. Cứ đợt trèo lên xe đi chơi luôn. Đi đâu cứ bám như cái đuôi ấy. Cà rốt nè, rốt về với bà nè. Nó đi xuống nhanh. Xuống với bà. Nó xuống đi nhanh, ngoan nào xuống đi. Đi xuống với bà nhé con nhé. Rốt đi xuống nhanh. Đi xuống với bà nè, đi xuống với bà. Đi về bà lấy giỏ đi trả cho con ăn đi. Rốt đi xuống nhanh, rốt xuống. Xuống nào xuống, xuống đi xuống vào nhà. Xuống nào xuống, ngoan nào, ngoan. Đi xuống với bà của bà. Ôi xuống nào. Đi vào nhà. Đi vào đây. Vào nhà nhé. Đi vào nhà nhé. Đi vào nhà. Ngoan. Rốt đi. Rốt đi. Vào đi. Cái đi vào nhà. Đi một tí rồi, nô đi một tí, đi vào trong nhà. Đi vào đây con. Đi vào đây. Ngồi đây nhé. Đi vào đây. Bà đi dò đi trả cho các con ăn. Đi. Mẹ trông một nó cho con nhé. Vào đi vào trong nhà đi con. Cậu cắn đi đâu rồi hả?